Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của bốn tịnh lự thấy cái không của bốn tịnh lự? Vì chẳng lẽ cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc thấy cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của bốn tịnh lự học ở cái không của bốn tịnh lự? Vì chẳng lẽ cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc học ở cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Kiểu thi ca. Vì tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy tám giải thoát. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy tám giải thoát nên chẳng học ở tám giải thoát. Chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ nên chẳng học ở tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của tám giải thoát thấy cái không của tám giải thoát? Vì chẳng lẽ cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ thấy cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của tám giải thoát học ở cái không của tám giải thoát? Vì chẳng lẽ cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ học cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ? Kiểu thi ca. Vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn niệm trụ. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn niệm trụ nên chẳng học ở bốn niệm trụ. Chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên chẳng học ở bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của bốn niệm trụ thấy cái không của bốn niệm trụ? Vì chẳng lẽ cái không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thấy cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của bốn niệm trụ học ở cái không của bốn niệm trụ? Vì chẳng lẽ cái không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo học cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo? Kiểu thi ca. Vì pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp môn giải thoát không. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp môn giải thoát không nên chẳng học ở pháp môn giải thoát không. Chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên chẳng học ở pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của pháp môn giải thoát không thấy cái không của pháp môn giải thoát không? Vì chẳng lẽ cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thấy cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của pháp môn giải thoát không học ở cái không của pháp môn giải thoát không? Vì chẳng lẽ cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện học cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Kiểu thi ca. Vì năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy năm loại mắt. Vì sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy sáu phép thần thông. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy năm loại mắt nên chẳng học ở năm loại mắt. Chẳng thấy sáu phép thần thông nên chẳng học ở sáu phép thần thông. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của năm loại mắt thấy cái không của năm loại mắt? Vì chẳng lẽ cái không của sáu phép thần thông thấy cái không của sáu phép thần thông? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của năm loại mắt học ở cái không của năm loại mắt? Vì chẳng lẽ cái không của sáu phép thần thông học cái không của sáu phép thần thông? Kiểu thi ca. Vì mười lực của Phật và tánh của mười lực của Phật là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy mười lực của Phật. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, và tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy mười lực của Phật nên chẳng học ở mười lực của Phật. Chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nên chẳng học ở bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của mười lực Phật thấy cái không của mười lực Phật?
Vì chẳng lẽ cái không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thấy cái không của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của 10 lực Phật học ở cái không của 10 lực Phật, vì chẳng lẽ cái không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, học cái không của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Kiểu thi ca, vì pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy pháp không quên mất. Vì tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy tánh luôn luôn xả. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy pháp không quên mất nên chẳng học ở pháp không quên mất, chẳng thấy tánh luôn luôn xả nên chẳng học ở tánh luôn luôn xả. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của pháp không quên mất thấy cái không của pháp không quên mất, vì chẳng lẽ cái không của tánh luôn luôn xả thấy cái không của tánh luôn luôn xả. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của pháp không quên mất học ở cái không của pháp không quên mất, vì chẳng lẽ cái không của tánh luôn luôn xả học cái không của tánh luôn luôn xả. Kiểu thi ca, vì trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy trí nhất thiết. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy trí nhất thiết nên chẳng học ở trí nhất thiết, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên chẳng học ở trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của trí nhất thiết thấy cái không của trí nhất thiết, vì chẳng lẽ cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thấy cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của trí nhất thiết học ở cái không của trí nhất thiết, vì chẳng lẽ cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng học cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca, vì tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni nên chẳng học ở tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa nên chẳng học ở tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni thấy cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni, vì chẳng lẽ cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa thấy cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni học ở cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni, vì chẳng lẽ cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa học cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Kiểu thi ca, vì dự lưu và tánh của dự lưu là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy dự lưu. Vì nhất lai bất hoàn A La Hán và tánh của nhất lai bất hoàn A La Hán là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy nhất lai bất hoàn A La Hán. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy dự lưu nên chẳng học ở dự lưu, chẳng thấy nhất lai bất hoàn A La Hán nên chẳng học ở nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của dự lưu thấy cái không của dự lưu, vì chẳng lẽ cái không của nhất lai bất hoàn A La Hán thấy cái không của nhất lai bất hoàn A La Hán. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của dự lưu học ở cái không của dự lưu, vì chẳng lẽ cái không của nhất lai bất hoàn A La Hán học cái không của nhất lai bất hoàn A La Hán. Kiểu thi ca, vì dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả. Vì nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, và tánh của nhất lai hướng cho đến A La Hán quả là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy nhất lai hướng cho đến A La Hán quả. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả nên chẳng học ở dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng thấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả nên chẳng học ở nhất lai hướng cho đến A La Hán quả. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của dự lưu hướng dự lưu quả thấy cái không của dự lưu hướng dự lưu quả, vì chẳng lẽ cái không của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả thấy cái không của nhất lai hướng cho đến A La Hán quả. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của dự lưu hướng dự lưu quả học ở cái không của dự lưu hướng dự lưu quả,
Vì chẳng lẽ cái không của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, học cái không của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả. Kiểu thi ca, vì độc giác và tánh của độc giác là không nên Đại Bồ Tát chẳng thấy độc giác. Vì độc giác hướng độc giác quả và tánh của độc giác hướng độc giác quả là không nên Đại Bồ Tát chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả. Kiểu thi ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy độc giác nên chẳng học ở độc giác, chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả nên chẳng học ở độc giác hướng độc giác quả. Vì sao? Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của độc giác thấy cái không của độc giác. Vì chẳng lẽ cái không của độc giác hướng độc giác quả thấy cái không của độc giác hướng độc giác quả. Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của độc giác học ở cái không của độc giác. Vì chẳng lẽ cái không của độc giác hướng độc giác quả học cái không của độc giác hướng độc giác quả. Kiểu thi ca, vì Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy Đại Bồ Tát vì Tam Miệu Tam Phật Đà. Và tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy Tam Miệu Tam Phật Đà. Kiều thi ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy Đại Bồ Tát nên chẳng học ở Đại Bồ Tát. Chẳng thấy Tam Miệu Tam Phật Đà nên chẳng học ở Tam Miệu Tam Phật Đà. Vì sao? Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của Đại Bồ Tát thấy cái không của Đại Bồ Tát. Vì chẳng lẽ cái không của Tam Miệu Tam Phật Đà thấy cái không của Tam Miệu Tam Phật Đà. Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của Đại Bồ Tát học ở cái không của Đại Bồ Tát. Vì chẳng lẽ cái không của Tam Miệu Tam Phật Đà học cái không của Tam Miệu Tam Phật Đà. Kiều thi ca, vì pháp của Đại Bồ Tát và tánh của pháp của Đại Bồ Tát là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát. Vì quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột. Kiểu thi ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát nên chẳng học ở pháp của Đại Bồ Tát, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột nên chẳng học ở quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của pháp của Đại Bồ Tát thấy cái không của pháp của Đại Bồ Tát. Vì chẳng lẽ cái không của quả vị giác ngộ cao tột thấy cái không của quả vị giác ngộ cao tột. Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của pháp của Đại Bồ Tát học ở cái không của pháp của Đại Bồ Tát. Vì chẳng lẽ cái không của quả vị giác ngộ cao tột học cái không của quả vị giác ngộ cao tột. Kiểu thi ca, vì thanh văn thừa và tánh của thanh văn thừa là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thanh văn thừa. Vì độc giác thừa vô thượng thừa và tánh của độc giác thừa vô thượng thừa là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy độc giác thừa vô thượng thừa. Kiều thi ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy thanh văn thừa nên chẳng học ở thanh văn thừa, chẳng thấy độc giác thừa vô thượng thừa nên chẳng học ở độc giác thừa vô thượng thừa. Vì sao? Kiều thi ca, vì chẳng lẽ cái không của thanh văn thừa thấy cái không của thanh văn thừa. Vì chẳng lẽ cái không của độc giác thừa vô thượng thừa thấy cái không của độc giác thừa vô thượng thừa. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của thanh văn thừa học ở cái không của thanh văn thừa. Vì chẳng lẽ cái không của độc giác thừa vô thượng thừa học cái không của độc giác thừa vô thượng thừa. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của sắc, chẳng học ở cái không của thọ tưởng hành thức, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của sắc, đã học ở cái không của thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của nhãn xứ, chẳng học ở cái không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của nhãn xứ, đã học ở cái không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của sắc xứ, chẳng học ở cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của sắc xứ, đã học ở cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của nhãn giới, chẳng học ở cái không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của nhãn giới, đã học ở cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của nhĩ giới, chẳng học ở cái không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của nhĩ giới, đã học ở cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì không có hai phần.
Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của tỷ giới, chẳng học ở cái không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của tỷ giới, đã học ở cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của thiệt giới, chẳng học ở cái không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của thiệt giới, đã học ở cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của thân giới, chẳng học ở cái không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của thân giới, đã học ở cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của ý giới, chẳng học ở cái không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của ý giới, đã học ở cái không của pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của địa giới, chẳng học ở cái không của thủy hỏa phong không thức giới, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của địa giới, đã học ở cái không của thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của thánh đế khổ, chẳng học ở cái không của thánh đế tập diệt đạo, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của thánh đế khổ, đã học ở cái không của thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của vô minh, chẳng học ở cái không của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của vô minh, đã học ở cái không của hành, cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của cái không nội, chẳng học ở cái không của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của cái không nội, đã học ở cái không của cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của chân như, chẳng học ở cái không của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chỉ là giả, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của chân như, đã học ở cái không của pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của bố thí ba la mật đa, chẳng học ở cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của bố thí ba la mật đa, đã học ở cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của bốn tịnh lự, chẳng học ở cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của bốn tịnh lự, đã học ở cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của tám giải thoát, chẳng học ở cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của tám giải thoát, đã học ở cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của bốn niệm trụ, chẳng học ở cái không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của bốn niệm trụ, đã học ở cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của pháp môn giải thoát không, chẳng học ở cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của pháp môn giải thoát không, đã học ở cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì không có hai phần.
Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của năm loại mắt, chẳng học ở cái không của sáu phép thần thông, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của năm loại mắt, đã học ở cái không của sáu phép thần thông. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của 10 lực Phật, chẳng học ở cái không của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của 10 lực Phật, đã học ở cái không của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của pháp không quên mất, chẳng học ở cái không của tánh luôn luôn xả, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của pháp không quên mất, đã học ở cái không của tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của trí nhất thiết, chẳng học ở cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của trí nhất thiết, đã học ở cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng học ở cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni, đã học ở cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của Dự Lưu, chẳng học ở cái không của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của Dự Lưu, đã học ở cái không của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, chẳng học ở cái không của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả, đã học ở cái không của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của độc giác, chẳng học ở cái không của độc giác hướng độc giác quả, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của độc giác, đã học ở cái không của độc giác hướng độc giác quả. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của Đại Bồ Tát, chẳng học ở cái không của Tam Miệu Tam Phật Đà, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của Đại Bồ Tát, đã học ở cái không của Tam Miệu Tam Phật Đà. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của pháp của Đại Bồ Tát, chẳng học của cái không của quả vị giác ngộ cao tột, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của pháp của Đại Bồ Tát, đã học ở cái không của quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng học ở cái không của thanh văn thừa, chẳng học ở cái không của độc giác thừa, vô thượng thừa, tức là Đại Bồ Tát ấy đã học ở cái không của thanh văn thừa, đã học ở cái không của độc giác thừa, vô thượng thừa. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của sắc không có hai phần, học ở cái không của thọ tưởng hành thức không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của nhãn xứ không có hai phần, học ở cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của sắc xứ không có hai phần, học ở cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của nhãn giới không có hai phần, học ở cái không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của nhĩ giới không có hai phần, học ở cái không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của tỷ giới không có hai phần, học ở cái không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của thiệt giới không có hai phần, học ở cái không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của thân giới không có hai phần, học ở cái không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của ý giới không có hai phần, học ở cái không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của địa giới không có hai phần,
học ở cái không của thủy hỏa phong không thức giới không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của Thánh Đế Khổ không có hai phần, học ở cái không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của Vô Minh không có hai phần, học ở cái không của Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão, Tử, Sầu, Than, Khổ, Yêu, Não không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của cái không nội không có hai phần, học ở cái không của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của chân như không có hai phần, học ở cái không của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của bố thí ba la mật đa không có hai phần, học ở cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của bốn tịnh lự không có hai phần, học ở cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của tám giải thoát không có hai phần, học ở cái không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của bốn niệm trụ không có hai phần, học ở cái không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của pháp môn giải thoát không không có hai phần, học ở cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của năm loại mắt không có hai phần, học ở cái không của sáu phép thần thông không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của mười lực của Phật không có hai phần, học ở cái không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của pháp không quên mất không có hai phần, học ở cái không của tánh luôn luôn xả không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của trí nhất thiết không có hai phần, học ở cái không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni không có hai phần, học ở cái không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của dự lưu không có hai phần, học ở cái không của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của dự lưu hướng dự lưu quả không có hai phần, học ở cái không của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của độc giác không có hai phần, học ở cái không của độc giác hướng độc giác quả không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của Đại Bồ Tát không có hai phần, học ở cái không của Tam Hiệu Tam Phật Đà không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của pháp Đại Bồ Tát không có hai phần, học ở cái không của quả vị giác ngộ cao tột không có hai phần. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát học ở cái không của thanh văn thừa không có hai phần, học ở cái không của độc giác thừa vô thượng thừa không có hai phần. Thì này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở bố thí ba la mật đa, có khả năng học ở tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở cái không nội, có khả năng học ở cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở chân như, có khả năng học ở pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì không có hai phần.
Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở Thánh Đế Phổ, có khả năng học ở Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở bốn tịnh lự, có khả năng học ở bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở tám giải thoát, có khả năng học ở tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở bốn niệm trụ, có khả năng học ở bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở pháp môn giải thoát không? Có khả năng học ở pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở năm loại mắt, có khả năng học ở sáu phép thần thông. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở mười lực của Phật, có khả năng học ở bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, lại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở pháp không quên mất, có khả năng học ở tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở tất cả pháp môn Đà La Ni, có khả năng học ở tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở Dự Lưu, có khả năng học ở Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở Dự Lưu Hướng Dự Lưu Quả, có khả năng học ở Nhất Lai Hướng Nhất Lai Quả, Bất Hoàn Hướng Bất Hoàn Quả, A La Hán Hướng A La Hán Quả. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở độc giác, có khả năng học ở độc giác hướng, độc giác quả. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở Đại Bồ Tát, có khả năng học ở Tam Miệu Tam Phật Đà. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở pháp của Đại Bồ Tát, có khả năng học ở quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy có khả năng học ở Thanh Văn Thừa, có khả năng học ở Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa. Vì sao? Vì không có hai phần. Hết quyển thứ 86.